Cà phê nóng sẽ đưa tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo Bộ, tình trạng khẩn cấp liên bang Nga tính ngày 21 tháng 9, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra tại một tòa nhà trung cư cao tầng ở thành phố Balasikha, gần thủ đô Moscow vào hôm 20 tháng 9 đã tăng lên 70. Nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được tiếp tục điều tra. Vụ nổ còn khiến 20 người bị thương, trong đó 8 người đã nhập viện để điều trị. Giới chức sở tại cho biết, vụ nổ đã làm sập tầng 3, 4 và 5 của tòa nhà và có ít nhất 10 căn hộ bị hư hại nghiêm trọng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các hình ảnh và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà chung cư 9 tầng có nhiều tầng bị hư hại nặng cùng nhiều mảnh tường vỡ trên bãi cỏ phía trước tòa nhà.